Thưa quý vị, với sự nỗ lực quyết tâm của cả hệ thống chính trị và sự đồng lòng trách nhiệm của nhân dân, Bạc Liêu đã kiểm soát tình hình dịch COVID-19. Cuối năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh tỉnh đã quyết định hạ cấp độ dịch cấp 1 tương ứng vùng xanh và được duy trì cho đến nay. Quyết định trên đã tạo điều kiện thuận lợi cho sinh hoạt, mua bán, sản xuất kinh doanh của người dân, doanh nghiệp và phục hồi phát triển kinh tế. Tuy nhiên, sau thời gian chuyển sang trạng thái bình thường mới, một bộ phận người dân có tâm lý chủ quan lơ là, không thực hiện một số biện pháp phòng ngừa sự lây nhiễm dịch bệnh. Sau đây là ghi nhận của phóng viên thời sự tại thành phố Bạc Liêu. Quảng trường Hùng Vương vào mỗi chiều và tối có hàng trăm người đến tham quan, tập thể dục và vui chơi, thư giãn. Đa số mọi người đều đeo khẩu trang và không tụ tập đông người. Song vẫn có không ít người, trong đó có cả trẻ em tham gia các hoạt động vui chơi tại đây không được phụ huynh cho đeo khẩu trang. Nhiều người làm dịch vụ cho thuê xe điện trên quảng trường cũng không đeo khẩu trang, kể cả lúc giao tiếp với khách hàng. Điều này tiềm ẩn nguy cơ làm lây lan dịch bệnh. Nhà nước mình rất vất vả trong việc phòng chống dịch. Giờ để có được cái kết quả là trạng thái bình thường mới cho mọi người hoạt động lại thì thấy rất là mừng luôn. Nhưng mà về đi ra ngoài á, những cái nơi công cộng á, thì thường thấy một số bà con á, thì vẫn chưa có được thực hiện tốt về cái việc khẩu trang cho mình để mà bảo vệ cho mình với lại mọi người xung quanh. Nên là thấy cũng còn lo, tại vì dịch thì chưa có hết, nên là cũng mong là bà con mình có thể là đi đâu cũng đeo khẩu trang để giúp mà mình phòng chống dịch được tốt hơn và có lại cuộc sống bình thường. Theo ghi nhận của phóng viên, tại một số nơi công cộng và điểm du lịch, quán cà phê, quán bán ăn vặt, tình trạng nhiều người không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách an toàn diễn ra khá phổ biến. Một số cửa tiệm như sửa xe, tạp hóa, bán hàng rong, tiểu thương khi bán hàng và giao tiếp với khách không đeo hoặc đeo khẩu trang không đúng cách. Tiêm vaccine trên địa bàn thành phố là đạt tỷ lệ là khá là cao. Vì vậy thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố trong thời gian qua cơ bản được kiểm soát. Tuy nhiên thì trong những ngày gần đây thì tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố có chiều hướng tăng trở lại. Vì nguyên nhân thì do một số người dân sau khi được tiêm vaccine thì có tâm lý chủ quan lơ là, không thực hiện 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế, người tập trung đông người khi không thực sự cần thiết. Song song bên cạnh đó thì một số cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đó thì thực hiện chưa đúng về phòng chống dịch. Ví dụ như là bán quá số người quy định và kê các cái bàn là nó không có quy định cái khoảng cách tối thiểu. Một số cơ quan đơn vị thì đôi lúc cũng còn chủ quan lơ là trong công tác phòng chống dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố sẽ chỉ đạo cho các cái ngành chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch. Rồi khuyến cáo người dân nên tuân thủ 5K theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp ở một số tỉnh, thành phố trong cả nước, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bạc Liêu đã ban hành văn bản chỉ đạo các ngành, các cấp và nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, kèm theo các quy định hướng dẫn cụ thể. Dù là vùng xanh, nhưng tất cả mọi người vẫn phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K của Bộ Y tế. Cho nên, để phòng dịch hiệu quả, điều cần thiết là ý thức trách nhiệm của mỗi người, sự quan tâm vào cuộc của lực lượng chức năng trong kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm các quy định về phòng chống dịch.